Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái vấn đề là nguồn thu từ côn trùng hương á nó có ổn định hay không, và nó có sẽ nuôi sống được gia đình mình hay không á các bạn. Thì mình cũng mới nuôi trùng hương được khoảng hơn một năm mấy nay thôi. Còn về cái mặt mà trùng hương á, nó có ổn định hay không á thì mình chưa kiểm chứng được. Nhưng mình cảm nhận á, mà khi các bạn nuôi trùng hương á thì tổng cái chi phí các bạn nuôi một năm cho một con trùng hương á tầm khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu á thì đơn giản thì các bạn chia ra thì nó tầm mà có mấy ngàn ngày gì đó. Thì tổng đàn á thì tôi cho là 10 con đi thì một năm nó 15 triệu, thì các bạn nhân ra thì tổng chi phí là 15 triệu cho một đàn 10 con ha. Mình không nói về cái mặt gì giống vốn mà mình ban đầu mình đầu tư ha. Thì 10 con thì các bạn trong đó sẽ bạn có khoảng 7 con cái và 3 con đực ha. Thì 7 con cái nếu mà các bạn nuôi tới hậu bị á thì trung bình một năm nó đẻ sẽ 2 lứa, thì một lứa nó sẽ đẻ 2 con thôi. Nếu các bạn nuôi chuẩn thành công á, thì một lứa nó sẽ đẻ 2 con thôi. Thì giá trị hiện tại ở trên thị trường á thì nó tầm khoảng 1 x đây các bạn, cho một cặp trùng hương giống thì một năm nó đẻ 2 con, một năm nó đẻ 4 con thì nó sẽ được 20 x trên một con. Thì nếu mà 7 con á thì các bạn sẽ được 140 x thấy các bạn, tầm đó. Cái này mình đang nói về cái mặt giá hiện tại nha, còn sau này nữa thì nó có thể giảm xuống do là cái lượng trùng hương nó nhiều đi nữa thì mình không nói tới, nhưng 140 x một năm thì các bạn thấy đấy, một năm nó 12 tháng, 100 thì trung bình một tháng cũng sẽ được 10 triệu đúng không các bạn. 10 triệu thì cũng bằng lương một người công nhân, nhưng mà cái nghề nuôi chồn này là nghề tay trái của riêng mình, nó là nghề tay trái thôi, nó không phải là cái nghề chính của mình. Nghề chính của mình thì mình làm mà bên điện lực hết các bạn, nó không phải nghề chính của mình, nhưng nó sẽ giúp cho mình chủ động về kinh tế của mình hơn ha. Nó rất là phù hợp cho những anh em mà làm công ty hoặc là làm cơ quan văn phòng á. Thấy các bạn, vì nuôi trùng hương này á thì cực kỳ nhàn á, nó cực kỳ nhàn đó. Về cái mặt chăm sóc về này nọ, nếu mà các bạn nắm vững được kỹ thuật và các bạn chịu tìm hiểu á, thì mình thấy cái nghề bên nuôi trùng hương này thì nó rất là khả quan ha các bạn. Tại vì á, nuôi trùng hương này á, nó là động vật quý hiếm, nó được cơ quan kiểm lâm giống như vậy, người ta can thiệp, người ta kiểm soát cái nguồn gốc, nên về cái mặt mà đại trà sau này mà để giống như ta kêu là dở thị trường á thì mình nghĩ là nó cũng còn hơi lâu các bạn. Tại vì đơn giản nó không phải giống như 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 lan đột biến hay là này nọ. Hồi xưa mình cũng có từng từng vào lan đột biến đó, thì mình hiểu luôn, nó lan đột biến á, nó là một cái dạng giống như mà kêu làm sao ta, nó một dạng như là giống như dạng như gì kêu ra đẩy giá đó, để lên để tạo ra cái tiếng thấy cái lợi nhuận rồi anh em mua. Còn trùng hương á thì nó cũng càng ngày càng tăng, nhưng mà giá cả thị trường của nó có lúc tăng lúc giảm thấy các bạn. Nhưng đơn một điều đơn giản thôi nè, khi mà các bạn ra đường á, các bạn hỏi người dân á, dù hỏi anh em chú dì chú bác các bạn á, biết con trùng hương ra sao không? Tôi ở đây mình sẽ nói luôn, là mình khẳng định với các bạn luôn là khoảng như 90% người ta không biết con trùng hương nó ra sao hết trơn á các bạn.
tại vì người ta nghĩ con trùng hương á là nó như con trùng trùng mướp hoặc con trùng cáo mèo của mình hồi xưa đây á, con trùng như con mèo gừng mà như con mèo với bạn mà nó mắt to á, nó cũng dạng như quý hiếm đó. Thì con trùng hương này nó còn cao cấp hơn con cáo mèo đó nữa. Thấy các bạn, về cái mặt thương phẩm á, thì trùng hương này thì nó là vô đói trong cái vấn đề mà thịt gừng rồi, tại vì thịt của nó ăn rất là ngon. Thấy các bạn, nghe mùi lá dứa đó, thơm kiểu vậy đó, thì nên giá trị mình sẽ nghĩ là cái giá trị của con trùng hương này còn phát triển lâu dài nữa, chứ nó không có phải một ngày một bữa là ấy. Tại vì đơn giản nữa, lan á, thì nó nhân giống tới có khi một người đó ta cầm 1 cent nhưng mà ta nhân giống ra 1 năm là được ta được mấy cho chục cây. Còn trùng hương này á, cầm 10 con chưa chắc các bạn đã sinh sản thành công được 10 con, nó cũng phải có con này con kia. Thấy các bạn, nó phải nhiều khi các bạn nuôi nó như... giống như ta nói nuôi trồn này phải có tay á. Có người ta nuôi chơi chơi vậy đó mà nó đẻ ầm ầm vậy đó. Có người ta nuôi kỹ lắm, ta chăm sóc kỹ lắm mà nó không đẻ, thì nó cũng tương tự giống như ta nói xương ngày xưa ta nói nuôi có tai nuôi vậy đó. Thì các bạn cũng nên kiên trì học hỏi ha, học hỏi càng nhiều càng tốt. Tại vì chồn này á, với lại á, mình nói với các bạn nghe vấn đề là về vấn đề con trùng gừng ha các bạn. Trùng gừng á, hiện tại á, mình ở đây á thì nó có 2 dạng trùng gừng. Một là con trùng gừng thuần, thuần có nghĩa là trùng gừng đem về nuôi tại trại, thuần quá chích vaccine cho nó ngừa bệnh này nọ, nó không còn bệnh kêu bệnh kage trong người nữa do virus á, rồi mới bán cho các bạn để sinh sản. Và hai nữa là mua trùng gừng để bán cho các bạn dạng giống như là bán lừa gạt lừa đảo cho các bạn á. Thì cái mặt này thì các bạn tìm hiểu trên không gian mạng thì nó cũng có nhiều mà, phải không, biết rồi chứ gì. Thì các bạn nên lựa chọn thật là kỹ khi chạy nào ha. Tại vì có nhiều trường hợp chạy càng lớn thì các bạn sẽ gặp cái trường hợp mà bị bán trùng gừng lừa đảo càng nhiều, vì lý do người ta càng lớn cái số lượng mà trồn người ta đẻ ra một năm á, tôi cho 1 năm á, nó đâu có đủ đáp ứng cái nhu cầu mà trồng giống của các anh em mới vào nghề đâu. Nhưng mà người ta suy nghĩ như vậy đó, người ta không còn cách nào, người ta phải mua trồng gừng về để người ta bán cho, tại vì kinh tế nó lợi nhuận nó rất là cao phải các bạn. Một ký trồng gừng giờ nó khoảng tầm 1,5 triệu chứ nhiều. Con thì cho 3 ký đi, 3 ký thì nó 4,5 triệu 5 triệu đi. Mà bán các bạn nhiêu, bán bạn một con trùng cái 4,5 triệu, một con cái mua 4,5 triệu bán các bạn có 20 triệu ha. Dù cho chết rồi đền lại các bạn thêm một con nữa nó vẫn còn lời đó. Nên các bạn nên cân nhắc kỹ vấn đề mà mua trùng ha. Theo mình á nếu mà mình khuyên á thì nên mua từ con trùng hương Barbie nè. Thấy các bạn, từ con trùng Barbie á thì các bạn mua về các bạn nuôi nó lớn lên rồi các bạn cho nó sinh sản, thời gian vừa lâu dài mà nó lại an toàn về mặt túi tiền nữa. Nhất là những người công nhân ta đi, mình đi làm xa, mình đi làm mình kiếm ra đồng tiền rất là khó các bạn. Thôi video mình cũng chia sẻ tới đây rồi, nay làm video nó hơi dài chút xíu ha, cảm ơn các bạn thông cảm ha. Tại vì cái chủ đề về chủ đề trùng hương này á, nó cũng hạn hẹp lắm các bạn, nó cũng vòng vòng có những cái thứ đó nó hoài à. Thì mình cũng mong các bạn đóng góp ý kiến ở dưới phần bình luận ha, cần mình giải đáp về cái thắc mắc gì á thì các bạn cứ nói mình ha, mình sẽ ra video mình hướng dẫn cụ thể cho các bạn ha. Còn nếu mà mình không có biết nữa thì mình sẽ đi chỉ giáo các anh của mình để ra video giải đáp cho các bạn hiểu ha.
Mong bạn đăng ký cho mình một lượt đăng ký và một lượt like trên video ha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha.